start nhé. Hello, mọi người có nghe em nói không ạ? Nhé. Có. Em chào mọi người, và trước khi chị Trang không present gì thêm thì để em trước khi bắt đầu vào bài thì em xin được cảm ơn tới ba anh chị của team em là chị Trang Nguyễn, chị Trang Lê và anh Khanh, bởi vì đã luôn nỗ lực vì bài làm này và cả luôn giúp đỡ đứa em vô tri như em. Tiếp theo là em xin cảm ơn tới ba anh chị mentor vì đã luôn support cả sát sao với cả team 2 tụi em ạ. Và quay ngược lại một chút thì trong cái buổi kick off đầu tiên của team, khi mà trao đổi về cái chủ đề workplace relationship problem, vấn đề trong các mối quan hệ công sở, thì bản thân em hay là tất cả mọi người trong team thì đều cảm thấy rất là inspired về cái chủ đề này. Và sau đó thì nhóm em có làm một cái dev research và cũng có ẩn mình trong một số những cái group tâm sự chuyện công sở trên Facebook, thì thấy được là không chỉ team em mà có rất nhiều người đều đồng cảm về cái vấn đề này. Mọi người có thể thấy là những cái bài đăng trao đổi tâm sự về chủ đề này thì nhận được sự tương tác rất là lớn từ mọi người trong cộng đồng. Bởi vì là không phải ai cũng có thể dễ dàng thích nghi và xây dựng được những cái mối quan hệ tốt, đặc biệt là những bạn mới hoặc là những bạn ít có kinh nghiệm, bởi vì họ thường gặp những cái vấn đề như là bất đồng quan điểm, hoặc là không thể hòa nhập với cái môi trường mới, hoặc là thiếu sự luôn cảm giác là bị cô lập, thiếu sự đồng cảm từ đồng nghiệp và cấp trên, và từ đó thì dẫn đến cái ảnh hưởng tiêu cực không chỉ là trong công việc mà còn ảnh hưởng đến cả tinh thần nữa. Và từ đó thì trong bài làm này thì team em có state ra cái problem là những bạn nhân viên mới hoặc những người ít có kinh nghiệm, nhân viên phải đối mặt với sự thay đổi về nhân sự, môi trường và cách làm việc. Nhân viên chưa nhận được sự đồng cảm, quan tâm từ đồng nghiệp cấp trên. Họ có tâm lý lo lắng, bất an, chán nản, thậm chí là ám ảnh với những feedback không tốt và dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực về tinh thần làm việc cá nhân, mà còn gây ra giảm năng suất, căng thẳng trong các mối quan hệ làm việc, gây trở ngại đến việc hoàn thành tốt những công việc đòi hỏi sự giúp đỡ từ đồng nghiệp, cấp trên và đối tác. Để tìm hiểu sâu hơn về cái vấn đề này thì team chúng em đã tiến hành phỏng vấn nhằm tìm ra những cái nguyên nhân sâu xa, những pain points, motivation của các bạn nhân viên trong việc xây dựng mối quan hệ nơi công sở. Một số question mà team em đã đặt ra như là những khó khăn mà bạn gặp phải khi tương tác và làm việc với đồng nghiệp là gì, hay là bạn đã giải quyết nó như thế nào, expectation của bạn về một mối quan hệ tốt là như thế nào. Và tương ứng với các research question đó thì team em có breakdown ra thành những cái interview question để tiến hành phỏng vấn. Và sau khi phỏng vấn thì từ những cái raw data thì team em nhận thấy là nhiều người, đặc biệt là những bạn trẻ, thì thường cảm thấy áp lực khi mà đối mặt với những cái tình huống khó xử với đồng nghiệp và cấp trên. Và những cái yếu tố thường xuyên được nhắc đến trong cuộc phỏng vấn của team như là những phản hồi tiêu cực từ sếp hoặc đồng nghiệp thì khiến tôi cảm thấy là rất tự ti và mất động lực, hay là luôn thấy thiếu sự đồng cảm và hỗ trợ tinh thần từ những người xung quanh, hoặc là nỗi sợ khi mà nhờ sự giúp đỡ của mọi người vì là lo điều này sẽ làm phiền tới người khác. Thì từ những cái input này, team em đã tiến hành xây dựng những cái job map, job to be done và job story như sau. Thì phần này em mời chị Trang sẽ trình bày tiếp giúp em ạ. Ok, thì đối với cái vấn đề về xây dựng cái mối quan hệ tốt ở nơi công sở thì tụi em thấy là có ba cái giai đoạn. Thường thì mọi người sẽ có ba cái giai đoạn chính. Đầu tiên là mọi người muốn vượt qua cái áp lực và cái sự chán nản. Cái job to be done ở giai đoạn này sẽ là tôi muốn được đồng cảm, động viên để có thể vượt qua được những cái suy nghĩ tiêu cực và lo lắng này. Cái giai đoạn thứ hai sẽ là họ muốn tìm kiếm những cái giải pháp và thực thi. Thì cái job to be done ở đây sẽ là tôi muốn cái xử lý cái sự khó khăn trong cái nơi công sở này. Và ở cái giai đoạn cuối cùng là theo dõi và điều chỉnh, là sau khi mà họ đã có những cái action rồi thì họ sẽ muốn theo dõi và xem điều chỉnh cái cách tiếp cận để đảm bảo là cái mối quan hệ này nó phát triển tốt. Thì trong cái bối cảnh của bài cuối khóa thì tụi em sẽ chọn một trong 5 cái job story cụ thể này bằng các cái yếu tố sau. Đầu tiên là dựa trên cái mức độ phổ biến của vấn đề, cái sự triệt để của những cái giải pháp hiện tại và cái mức độ khó khăn khi mà giải quyết vấn đề này, để chọn ra được một cái job story có cái mức độ điểm cao nhất là job story 2. Thì cụ thể của job story 2 là khi tôi là một nhân viên junior chưa có nhiều kinh nghiệm, hoặc là khi tôi phải đối mặt với những cái thách thức nơi công sở như là những cái sự thay đổi về môi trường này, nhân sự, những sự phản hồi tiêu cực từ cấp trên hay đồng nghiệp, thì tôi muốn có cái người để lắng nghe và trấn an rằng là tôi không tệ như là tôi lo sợ, và đây là một phần ở trong cái quá trình học hỏi và trưởng thành, để tôi có thể giảm thiểu những cái suy nghĩ tiêu cực và vượt qua cái nỗi sợ hãi trong công việc, và tìm lại cái động lực để có thể phát triển kỹ năng và cống hiến cho công ty. Thì cái job story này nó được đúc kết từ những cái data point sau. Thì một cái data point mà nó khá thú vị đấy là của chính bản thân Vi. Vi cũng là từng làm intern ở PM và nhận được một cái feedback từ sếp khá là đau lòng, đó là Vi không hợp làm PM. Đó, mặc dù là Vi cũng có hỏi về chứng cứ, nhưng mà sếp cũng sẽ không có đưa cho bạn cái evidence, và sau đó thì nó ám ảnh Vi đến tận hiện tại. Và thực ra là độ đã nửa năm rồi. Một cái bạn, những cái bạn khác nữa thì họ cũng nhận được những cái feedback tương tự, và họ cũng gây ra cái tình trạng là họ có cái nỗi sợ mỗi khi mà vào một cái môi trường mới, và họ sẽ mất rất là nhiều thời gian để cân nhắc xem là mình có nên nói cái điều này hay không. Và even là một cái user nữa, mặc dù chị này không phải là một người mới, cái thâm niên cũng đã rất lâu rồi, 7 năm rồi, đã lead được một team rồi, nhưng mà khi mà có cái sự thay đổi về structure của team và chị phải làm việc một mình, thì chị cũng trở nên là rất là không happy với cả cái công việc, mặc dù là chị vẫn deliver được công việc bình thường. Thì sau khi mà tụi em đã lựa chọn được cái job story rồi, thì tụi em muốn đánh giá xem là hiện tại các cái solution của cái vấn đề này nó đã là gì rồi, để tụi em có thể tìm kiếm và ideate ra những cái solution. Thì mời Khanh. Thì sau khi mà bọn em base vào những cái interview, thì bọn em nhận ra được là hiện tại đang có 3 cái solution mà mọi người tập trung hoặc là sử dụng nhiều nhất. Đầu tiên là cost. Nhưng mà cái điểm yếu của việc sử dụng cost ở đây bọn em lại tìm ra là nó hơi lý thuyết và không quá là personalized, và chi phí để tham gia một cái cost cũng rất là cao. Thứ hai thì tarot và horoscope, thì một số bạn đã bảo là có sử dụng cái này, nhưng mà cái điểm yếu của cái solution này nó nằm ở việc là nó ngắn hạn và không có companionship. Thứ ba là về mentorship, thì một số bạn lại bảo là sau khi nghỉ việc thì tìm một số người mentor, anh chị thân, và tìm môi trường mới. Có chị tìm một bạn có tinh thần làm việc rất tốt, catch up với bạn đấy và để biết được xem là mình có sai ở đâu. Nhưng mà cái weakness của cái việc sử dụng mentorship là không phải ai cũng tìm được cái người mentor phù hợp, và đôi khi là mình sẽ sợ bị làm phiền người ta. Đồng thời là cái chi phí để mình tiếp cận được những cái gói mentorship mà hiện tại một số bên đang cung cấp trên thị trường khá là cao. Thế nên là để vượt qua những cái để bọn em khắc phục được những cái hạn chế của những cái alternative hiện tại, thì bọn em come up được một cái chatbot, AI chatbot, bởi vì ở đây nó vừa dễ tiếp cận, nó một cái solution 24/7 và cũng có thể customize sao cho phù hợp với cái condition của người dùng nhất. Thì từ đấy bọn em nhìn vào cái market hiện tại ở trên thị trường liên quan đến AI chatbot, thì bọn em pick ra được 3 cái compare là Replika, Wubbuck và Youper. Thì sau quá trình analysis thì bọn em có một số cái learning như sau, là có một số cái feature mà competitor hiện tại chưa serve nó well lắm. Thứ nhất là chưa có insight report hay là summary sau cuộc hội thoại. Tiếp tục là không có mood mental progress và không có social connection. Một số cái feature mà chưa được đầu tư nhiều là horoscope và tarot reading. Cái feature này thì bọn em đánh giá là có thể làm một cái gọi là đòn bẩy để mình có thể push cho app của mình hơn. Thứ ba là việc mình sử dụng một cái con AI model nó advanced hơn để có những cái answer nó đúng hơn, thay vì là nó hơi random nếu mà sử dụng cái Gen AI. Cũng như mình có thể kết hợp với việc là có những cái expert advice thì nó sẽ làm cái potential USP cho product của mình. Thế nên là những cái mà em có thể offer ở đây là một con chatbot được power bởi AI và world class experts để mang đến những cái actionable like Vi với là thorough insight cho người dùng. Thì base vào current solution và compare analysis cũng như là job story 2 thì bọn em có một cái map để xác nhận ra được là đối thủ đang ở đâu, các alternative đang ở đâu và đâu là cái winning error mà mình cần làm. Thì ở đây cái map này nó chỉ ra được là một số compare nó đang nằm ở phần dưới cùng, khi mà người ta chỉ có thể mang đến những cái giải pháp tập trung vào việc empathy, nhưng mà cái kết quả và cái insight mà người dùng nhận được thì khá là chung chung. Một số cái ví dụ như là tarot hay horoscope thì nó có thể là đưa ra những cái personalize hơn, nhưng mà cái empathy nó lại chưa có. Thì bọn em mới point out ra được một cái winning error ở đây là khi mà mình càng làm personalize analysis và result thì mình sẽ càng có được empathy của user, và đây sẽ là nơi mà product position vào. Thì đến đây thì bọn em tiếp tục đến phần product concept để làm ra được cái winning product ạ. Em mời chị Trang. Sau khi mà tụi em đã thấu hiểu hơn về cái user need cũng như là những cái winning area có thể có ở trên thị trường, thì tụi em ra được một cái product với cái concept là một bạn WordBuddy, là một bạn chatbot, AI chatbot. Nó cung cấp những cái giá trị gì thì nó sẽ là emotional support, nó sẽ là hỗ trợ cho các bạn ở trong cái việc là skill development cũng như là foster cái social connectivity. Thì để cho cái phần product concept này nó dễ hiểu hơn với mọi người thì em xin phép được trình bày một màn ảo thuật. Em sẽ xin mọi người 10 giây, mọi người có thể vote giúp em là trong ba anh chị mentor thì đâu là người mà mọi người muốn một xẻ nhất đúng không ạ? Em xin 10 giây nhé, thì mình sẽ chọn người được vote nhiều nhất cho mọi người. Trái tim sẽ là chị Daphne này, like là anh là anh Thomas, và pháo hoa là anh Nam. Em xin 10 giây cho mọi người nào. Trái tim vậy nhiều nhất rồi. Không được chọn cả ba thì mọi người trả subscription để em đọc cho mọi người nha. Thôi để chị chọn dùm cho, chọn Thành đi. Rồi em nghĩ là đâu đấy mọi người cũng nhìn thấy được là người winner ở trong cái topic ai là người được tò mò nhất, nhưng mà trong phạm vi bài hôm nay thì em sẽ mổ xẻ chị Daphne nhá. Rồi ok, đầu tiên trước khi mà mình mổ xẻ chị Daphne thì cái precondition ở đây là gì? Là chúng ta phải stop được ngày tháng năm sinh của chị Daphne, tại vì cái app này nó được power bởi horoscope và numerology. Thì sau khi mà em stop được cái ngày tháng năm sinh của chị Daphne thì quặng vào cái sản phẩm thì chúng em sẽ có được một vài những cái pattern như sau. Đầu tiên, chị Daphne là một người có số đường đời là số 7, nghĩa là một người cực kỳ rất là thông minh và tìm kiếm sự thật. Và một vài những cái thế mạnh của chị Daphne chắc chắn là ai cũng có thấy là rất là thông minh này, là một người communication rất là tốt. Đó, tuy nhiên thì đối với những cái người mà đã thực sự tiếp xúc với chị Daphne rồi thì đây sẽ là những thứ mà có thể là mọi người thấy rất là dễ dàng. Tuy nhiên thì đối với những cái người mà mình chưa có cơ hội được tiếp xúc thì đây nó sẽ là một thứ rất là helpful để mọi người có cái cơ sở để mọi người tạo dựng cái mối quan hệ của mình dựa trên những cái đặc điểm đó. Bên cạnh đó nữa, khi mà mọi người đã có cái app nó đã có được những cái pattern của chị Daphne rồi, và em muốn hiểu hơn là vậy thì giữa em và chị Daphne thì có cái điểm chung gì để hai người có thể tạo cái mối quan hệ tốt hơn, thì app sẽ có một cái tính năng nữa là bonds để em có thể tạo dựng được cái đánh giá về mối quan hệ giữa hai người. Ví dụ như là ở đây là trường hợp ví dụ như chị Daphne là sếp của em chẳng hạn, thì em sẽ thấy được là em và chị Daphne thì sẽ đều là những người rất là thích những cái meaningful conversation, nó sẽ phải kiểu chân thật, nó sẽ phải kiểu kết nối cảm xúc với mọi người. Đấy, nhưng mà những cái khó khăn có thể có thì nó sẽ là chị Daphne thì sẽ kiểu strict và result oriented hơn, thì khi mà em làm việc với chị Daphne thì em sẽ cần phải nghiêm túc này, em sẽ cần phải gọi là có những cái reason rất là strong trước khi mà con với chị Daphne chẳng hạn. Đấy, nên là em không biết là cái bài này nó không được nghiêm túc lắm thì không biết là chị Daphne có trừ điểm em không, nhưng mà Em đây là ví dụ hay là chị đã mỉ? Rồi, ok. Thì đấy là những cái highlighter của cái sản phẩm của nhóm em. Thế thì còn những cái core feature nào nữa? Thì dựa trên những cái pattern mà con AI có được thông qua cái việc đánh giá trên numerology và astrology, thì nó có thể customize những cái câu hỏi han, những cái cách để giao tiếp với cả người user nó tối ưu hơn. Đồng thời nó cũng có thể khuyến khích user họ ghi lại cái cảm xúc của mình, không chỉ là những cái việc mà họ đang phải đối mặt mà sẽ còn là những cái việc mà làm cho họ cảm thấy happy, để con AI này nó có thể collect lại và nó có thể động viên người dùng. Tại vì em nghĩ là có một câu khá là phổ biến, đấy là niềm vui thì dễ quên, còn nỗi buồn thì không bao giờ ấy mọi người. Đó, thế thì sau khi mà mọi người đã nốt lại được những cái journal đó, thì mọi người có thể track được những cái cảm xúc của mình over time, và con AI nó cũng có thể sử dụng cái này để customize cái message tới mọi người. Rồi cái emotional support thì chắc chắn là không thể thiếu được cái social connection rồi. Thì tụi em cũng sẽ có app, nó cũng sẽ có cái feature về mặt friends để mọi người có thể keep update với nhau, cũng như là sharing về cái tracking những cái progress của mình. Đối với cái app này thì đối với cái feature này thì tụi em có thể là khi mà có thể là user họ buồn trong một thời gian quá là lâu, hoặc là đã lâu họ không có biết journal chẳng hạn, thì tụi em cũng sẽ gửi thông báo đến những cái người bạn của user này để khuyến khích họ hỏi han về user. Đó, về cái tính năng bond thì là lúc nãy tụi em đã giới thiệu rồi ha, cái profile insight, và cuối cùng là với tất cả những cái insight vừa nãy, cũng như là sẽ có những cái expert để training con AI này, thì tụi em expect là nó cũng sẽ có thể giúp cho user gọi là con AI nó có thể giúp cho user cải thiện những cái kỹ năng, ví dụ như là về giao tiếp này. Họ ví dụ như là nếu em đã có cái profile của chị Daphne ở trong cái app, thì em có thể nói là hey AI, mày đóng giả là chị Daphne đi, bây giờ tao sẽ giao tiếp với mày và mày sẽ chấm điểm cho cái giao tiếp của tao và tao có thể cải thiện ở đâu. Đó. Thì đấy là cái core, cái product concept của tụi em. Để hiểu hơn detail thì nó hoạt động như thế nào, thế là nhờ chị Trang share thêm giúp em về cái workflow nha. Ok, thanks Trang. Đối với cả các giá trị như là Trang vừa share, như là emotional support, professional growth với cả social connection, thì với mỗi một cái giá trị thì bọn mình có cái workflow đi kèm. Đối với emotional support và professional growth thì mình có các workflow là đi từ register login này, thì sau khi mà kiểu login xong thì có thể là set up profile một cách là share về thông tin về date of birth, hay là kiểu nghề nghiệp, hoặc là mức độ già dặn ở trong công việc. Và từ cái profile đó thì AI model có thể get những cái input và share lại daily vibe, hay là về tính cách. Thì daily vibe ở đây là dự đoán về những cái ngày mới, phụ thuộc vào cái horoscope của cái người đó. Thì sau khi mà set up profile thì user có thể chọn là cái goal mà user muốn hướng đến. Đối với cái app này là như kiểu để de-stress, hay là để kiểu vent về một cái ngày làm việc không tốt, hay là kiểu muốn tìm lời khuyên ở trong sự nghiệp. Thì phụ thuộc vào goal thì user có thể chat với cả AI, và sau khi chat với AI xong thì AI chatbot sẽ share cái summary là cái cuộc nói chuyện đấy về cái gì, và từ đấy có thể là đưa ra được cái lời khuyên. Ngoài cái việc là chat với AI chatbot ra thì user có thể chủ động ghi lại những cái nhật ký hàng ngày về cuộc sống công sở của mình. User có thể share những cái achievement này, thoughts, hay là những cái khó khăn trong công việc, và cũng như là kiểu chọn cái emotion trong ngày, và có thể share cái nhật ký đó cho bạn bè. Với cái giá trị về cái giá trị khác là về mặt social connection ấy, thì app cũng cho người dùng khả năng kết nối với cả bạn bè, invite bạn bè vào app, và sau khi invite bạn bè vào app rồi thì có thể là tạo cái bond, như là Trang Nguyễn có nói là tạo mối liên hệ với cả một friends. Và dự đoán là và sau khi tạo được mối quan hệ đấy thì AI chatbot nó sẽ share cho mình cái điểm hợp và điểm khác nhau, những cái work style khác nhau, và đưa ra được cái lời khuyên làm thế nào để chinh phục một cách hiệu quả. Và ngoài ra thì user có thể view nhật ký của friends nếu như friends share. Thì từ cái workflow này thì bọn mình cũng có tạo data object và ORD đây, đồng thời là activity diagram và user story ở dưới này. Thì về mặt chi tiết thì các mentor với cả mọi người có thể vào Figma để xem hơn nha. Từ cái workflow này thì bọn mình muốn share về cái wireframe. Bởi vì bọn mình là không có nhiều kinh nghiệm trong việc là thiết kế wireframe ấy, cho nên là các UI UX designer trong nhóm này thì có thể xem và feedback cho bọn mình làm thế nào có thể cải thiện nha. Về wireframe đi từ bước đầu tiên là bọn mình có sign in, sign up. Khi mà sign up thì user sẽ sign up bằng email, create password, confirm password và tạo account. Sau khi tạo account thì có thể set up profile là nickname, date of birth, occupation và seniority. Sau khi submit xong cái profile này thì user sẽ được dẫn đến màn là chia sẻ cái goal. Goal ở đây có thể là kiểu less stress hoặc reduce anxiety, file calm hoặc là kiểu file advice in workplace. Sau khi mà user chọn goal xong rồi thì user có thể có hai option, user có hai option là bắt đầu nói chuyện với cả chat với cả chatbot, hay là nếu như user cảm giác như là không có mood lắm thì có thể là kiểu có thể chat với cả chatbot sau. Thì trong một trường hợp là user không có mood nhá thì AI chatbot thì nó sẽ share là kiểu no worries, I'll come back check on you later, và cái hệ thống nó sẽ cần phải schedule những cái thời điểm nhất định trong ngày để gửi tin nhắn check in hỏi han về một cái ngày làm việc cho user. Trong trường hợp mà user muốn nói chuyện với cả chatbot thì user bằng cách là user có thể kể về cái ngày làm việc, có thể than thở hoặc có thể share những cái achievement, và dựa vào những cái nội dung của trò chuyện đó mà chatbot sẽ đưa ra được những cái lời khuyên hoặc là lời an ủi hoặc là lời chúc mừng tùy thuộc vào context. Người dùng nói chuyện với cả AI chatbot như thế nào. Thì đến đây thì sau khi nói chuyện thì user có thể lựa chọn là muốn tiếp tục nói chuyện với cả chatbot hay không, hay là muốn kết thúc với cuộc trò chuyện. Thì khi mà user muốn kết thúc trò chuyện thì chatbot sẽ share một cái summary, một cái tóm tắt về nội dung của cuộc trò chuyện đấy, và user có thể lựa chọn là save cái summary về cuộc trò chuyện đấy vào cái journal hay không. Đấy là cái workflow về chat với cả AI chatbot. Còn cái workflow tiếp theo là user có thể chủ động chia sẻ, chủ động ghi lại nhật ký. Thì ở trong phần nhật ký thì bọn mình đang có hai phần, đấy là một phần là text là có thể ghi achievement hoặc là tất cả những thứ xảy ra trong ngày, có thể là những cái khó khăn này hoặc là những cái achievement hoặc một cái random talk về công việc, và user có thể lựa chọn emotion gắn với cả cái journal này là gì và submit. Thì sau khi submit thì ở đây bọn mình có một màn để check lại những cái journal theo ngày, và user có thể kiểu edit hoặc là delete cái journal tùy. Và sau khi mà tạo xong một journal ấy, thì user có thể chọn là share cái journal này với cả bạn bè hay không. Thì sau khi mà có journal và có some conversation summary thì ở màn homepage thì bọn mình cũng có share cái last conversation, tức là summary về cái last conversation của user đối với cả chatbot và những cái insight từ journal. Thì cái này hoàn toàn là do kiểu AI chatbot generated. Ok, thì đến phần friends nhé. Friends thì có phần là connect friends với cả là tạo bond. Thì đối với phần connect friends thì user có thể... Hello em ạ. Chắc là cái phần friend thì em nghĩ em cũng đọc qua rồi, với cả chắc là các mentor đọc qua rồi, có gì các bạn xem thêm. Tuy nhiên mọi người cố gắng kiểu time box, ví dụ khoảng trong 1 phút nữa mọi người cố đọc nốt, ý là nói nốt cho em cái phần về AI chatbot approach rồi risk management thì chắc là bọn em cái đấy hơn. Ok rồi. Thì như bọn mình đã chia sẻ thì cái hệ thống WordBuddy này thì bao gồm cái AI chatbot. Thì công nghệ bọn mình đã hình dung làm nên cái AI chatbot là những cái model khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên như cả NLP hay là LM models. Thì trong quá trình xây dựng những cái chatbot này thì model sẽ được tinh chỉnh các tệp data có nội dung về như kiểu những phương pháp xây dựng mối quan hệ nơi công sở này, hoặc là xây dựng sự nghiệp chẳng hạn. Thì hệ thống này cần có một cái phương pháp lọc để phát hiện ra các topic lạc đề khi mà kiểu user chat những cái topic nó không liên quan đến xây dựng mối quan hệ trong công sở ấy, thì chatbot nó cần phải hiểu và phản hồi hướng người dùng quay lại cái topic công việc. Ngoài ra chatbot cần lưu trữ những cái lịch sử trò chuyện này, nhật ký này, mà dựa vào đó để đưa ra được cái lời khuyên cá nhân hóa. Thì một cái việc khi mà áp dụng những cái model NLP hay là LLM ấy, thì khả năng kèm theo một vài rủi ro như là kiểu model sẽ diễn giải sai input của người dùng dẫn đến phản hồi không phù hợp. Thì cái này là ảo giác AI hallucination, gọi là kiểu AI thỉnh thoảng sẽ bịa chuyện ra, sẽ lấy một cái input đâu đấy nó bịa chuyện ra nó không liên quan đến context. Thì hoặc là nó có thể đưa ra những thành kiến về khuôn mẫu, tính cách từ horoscope hay là thần số học chẳng hạn. Nên là đảm bảo model đưa ra output chính xác thì cần liên tục train các model này với các thông tin up to date, dựa vào context chuyện trò với user để làm input. Và tốt hơn nữa thì có sự tham gia của các chuyên gia về tâm lý hay career coach để đánh giá và cải thiện output của model. Đó thì vừa rồi tụi mình giới thiệu quá trình đi từ problem discovery cho đến solution discovery. Thì cảm ơn mọi người đã nghe, và nếu mà có câu hỏi feedback gì thì share cho bọn mình nha. Nice, ok, cảm ơn nhóm, rất là sáng tạo. Thì chắc là do không có nhiều thời gian nên mình sẽ share nhanh cái feedback của mình ha. Rồi nói về phần good đó, thì mình khá là thích cái cách mà nhóm chọn vấn đề. Thì nhóm ngồi lại thảo luận với nhau và chọn ra một cái vấn đề mà nó xuất phát từ cái sự đồng cảm của bản thân đó. Tức là mọi người đều có cái vấn đề đó, mọi người chọn cái vấn đề đó. Và có một cái mà hay hơn nữa của nhóm đó là mọi người đã nhanh chóng validate, tức là đi validate nhanh được là đây thật sự là một cái vấn đề, bằng cách là nằm vùng trên những cái group Facebook á, và nhìn thấy những cái data point thật sự luôn. Thì mình đánh giá là cao cái cách validate này so với lại những cái cách validate mà dùng những cái research paper hoặc secondary á. Tức là những cái mà nó report rồi này nọ thì nó sẽ khá là disconnect khỏi cái sự thật. Còn cái cách mà mọi người validate này mình cảm thấy nó vẫn cái tính chân thật nó vẫn rất là cao. Cái đó là phần trọng vấn đề ha. Cái phần tiếp theo là cái competitor analysis. Thì mọi người cái mà rất là đáng khen đó là mọi người nghiên cứu có vẻ kỹ. Có nghĩa là mọi người đã đặt nhiều suy nghĩ và đặt nhiều quan tâm trong cái việc là những cái competitor nào đang có trên thị trường, và mọi người cố gắng list ra được những cái đó. Cái tiếp theo nữa là wireframe của mọi người rất là đúng tinh thần wireframe. Mặc dù là nó, như mọi người nói là nó không phải là đẹp, nhưng mà đúng là tụi mình cũng không có kỳ vọng là mọi người làm ra được cái UI. Thì cái wireframe này mình thấy là nó rất là đúng tinh thần, nó kiểu không phải đẹp nhưng mà nó rất là dễ hiểu, nhìn vô là biết cái gì liền. Có một cái nữa mình cũng rất là đánh giá cao sự chuẩn bị của nhóm là Trang trước buổi thuyết trình có nói chuyện với mình. Trời ơi, vậy là hóa ra là em đã tác kịch chị từ trước rồi. Cái màn voting chỉ là một trò lừa đảo thôi. Rồi ok, thì đó là phần good ha. Phần improving á, thì cái improving point đầu tiên là mọi người đã tác kịch tôi. Ok, cái improving point tiếp theo á là chỉ cái cách mà nhóm frame cái job story á. Cái lúc mà khi tôi là một nhân viên junior chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc đó, thì chị thấy nó khá là nhiều hoặc. Thì khi mà mọi người frame nhiều hoặc quá như vậy á, thì chị nghĩ là cái một tiếng đó chị. Thì chị thấy có những cái scope nó có thể là nó không liên quan nhau luôn. Ví dụ như là nhân viên junior chưa có kinh nghiệm so với lại khi đối mặt với lại những thách thức tại nơi công sở, hoặc là nhận những phản hồi tiêu cực á. Thì ý là khi mà mọi người hoặc nhiều quá như vậy á, chị vô tình nhìn vô là thấy có hai cái segment hoàn toàn khác nhau luôn, là junior chưa có nhiều kinh nghiệm với lại cái nhóm chị đã gọi là đã làm lâu năm nhưng mà phải đối mặt với lại những cái sự thay đổi. Thì chị nghĩ là mọi người nên tìm một cái cách frame nó hợp lý hơn. Ví dụ như là khi tôi là một nhân viên chưa có quen với lại structure mới và cần phải trao đổi nhiều với đồng nghiệp để get started hoặc là get up to speed gì đó, thì có thể nó sẽ cover được hai cái case đó. Nhưng mà chị nghĩ là không nên ghi cái kiểu mà nó thành ra nghe nó như là hai cái segment độc lập ấy. Rồi cái đó về phần job story ha. Một cái nữa là cái cách mà mọi người, mặc dù là mọi người làm có vẻ là đã suy nghĩ nhiều về competitor, nhưng mà khi mà chị cảm thấy là lúc mà đánh giá competitor thì cái yếu tố thứ nhất là mọi người nên có một cái bộ solution criteria. Ví dụ như là người dùng người ta họ sẽ quan tâm về những cái yếu tố nào như là giá cả hoặc là cái tính đồng điệu về mặt tâm hồn, hoặc là những cái insight mà nó personalize, hoặc là những cái insight mà họ cảm thấy là chính xác, thì mọi người nên có một cái bộ như vậy. Chứ còn nếu mà mình cứ list hết ra pros and cons á, thì list tới mai luôn á. List nói chung là sẽ có rất nhiều dimension mà mọi người có thể list. Một cái nữa là chị thấy những cái yếu tố mà mọi người list ra trong competitor có những cái nó không có cùng cái hệ quy chiếu á, cho nên là nó đọc nó cũng hơi gượng, nó có thể là nó không có được messy lắm. Với lại color code vừa xanh vừa vàng ấy, mà chị không tìm thấy cái legend nên chị thấy cũng hơi khó hiểu lúc này. Thì chắc là đó là comment của chị. Ok. Chắc là anh cũng feedback nhanh luôn. Một là mọi người dùng AI thì ý là cái khi mà mọi người nói AI thì nó delegate khá là nhiều những cái risk rồi những cái solution sang đấy ấy. Tại vì bot thì nó chỉ là bot, kiểu thế nên bot nó chưa thay thế được therapist ấy. Ý là bot có bao giờ nó xong nó chờ mình không bao giờ như thế luôn, nó cứ cố trả lời một câu hỏi dài ngoằng. Thì nói chung nếu mà dùng AI thì cũng khá là nguy hiểm khi mà mình delegate hết cái risk cho nó. Cái phần competitor thì cũng đồng ý là nó khá là sâu. Tuy nhiên là cái hướng của anh comment cũng gần giống với hướng Daphne, thì mọi người có thể link lại cái bài mà anh đính trên mọi người. Lúc mà anh compare và anh compare là thằng này đang solve cái problem gì, tức là kiểu nó đã solve được những cái problem nào, chứ không phải là nó có những feature gì. Chứ gọi so feature với nhau thì nó thường là ở những cái B2B thì nó mới work thôi. Còn B2C thì so với cái feature nó hơi bị gượng. Rồi cái phần ORD này thì anh đánh giá không cao, tại vì là một là mọi người chưa, khi mà ghi là user create kìa, thì anh sẽ với cả nhìn các connection xung quanh thì anh tưởng đấy là một cái actor, không có cái chỗ nào để lưu cái thông tin của user cả. Rồi ví dụ con conversation thì phải có message chứ, kiểu phải có các cái thông tin các cái tin nhắn trong đó chứ. Rồi ví dụ như cái phần mà emotion chẳng hạn, emotion thì có thể là chỉ cần là một thuộc tính ở trong cái journal thôi là ok rồi, không cần nhất thiết phải là lưu ra bên ngoài. Rồi kể cả cái update chắc cũng không cần phải lưu riêng đâu. Nếu mà có lưu riêng thì nó cũng chỉ là một cái cơ chế của technical thôi, không cần thiết phải lưu riêng. Rồi thì cái này thì chắc mọi người cũng nên làm lại nhé, làm lại xong có gì anh phải Thành vào chấm. Ok, Thành có comment nữa. Mấy cái Hành đến nói ha, Daphne với lại Nam cũng nói hết rồi, thì mình nghĩ là cũng mọi người cứ về cải thiện những cái ORD và về phần solution nhé, rồi mentor sẽ chấm lại. Khen thì y chang mấy bạn khen nãy giờ, giống như là empathy với lại user, từ việc đi nằm vùng này, rồi competitor analysis, rồi có một cái mà từ batch trước, bài của batch trước mọi người utilize khá là hay, đó là một cái mini game mà involve mentor vào thì nó engage cái audience một cách nó khá là trực quan, thì mình nghĩ cái đó khá là ok. Đừng lộ quá đừng lộ quá là được. Yeah, nhưng mà ok, nói chung bài mình nghĩ khá là ổn ha. Cảm ơn mọi người. Nice. Rồi, cảm ơn nhóm của Trang Nguyễn, chị Trang Lê, Khanh với lại Hà Vy. Ok, nhóm cuối cùng